Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách lấy cái chìa khóa gãy khi mình sơ ý làm gãy cái chìa này. Thì các bạn làm sao nếu mà mình còn chìa vô phòng thì mình sẽ tìm cách lấy cái này ra. Bây giờ mấy bạn cần chuẩn bị là một cái vỏ chai nước suối hoặc chai nước ngọt gì đó. Và mua một chai keo 502. Mấy bạn cắt cái chai nước suối này, cắt ra một thanh dừa thôi. Dừa để nhét vô cái kẽ hở đó là mình lấy ra được. Giờ mình nhét thử vô trước coi có dừa nó có lọt không các bạn. Nếu lọt thì mình tra keo luôn. Nhét vô được càng sâu thì càng tốt. Ok, cắt vô thanh gì là dừa nữa mà. Tra dừa. Các bạn lưu ý là khi mình tra keo mình tra dừa thôi, mình đừng có tra nhiều quá là tràn keo ra là nó sẽ dính luôn trong cái ổ khóa của mình. Mình không có rút ra được luôn. Ok, chào cho nó. Coi như là mình đã rút được chìa này ra. Quan trọng là phải còn cái chìa dự phòng nữa các bạn. Nếu mà không có chìa dự phòng mà có chìa này cũng như không. Cầm rút hơi hơi rất là mở ra được không mà. Không được các bạn ạ. Đây, rút ra rất là dễ dàng. Rồi, xin cảm ơn mấy bạn đã xem video các bạn.